Mời các bạn xung phong. Bạn nào trả lời câu hỏi này, mời các bạn giơ tay xung phong. Dạ, thưa cô là quá trình định học định nghĩa dược động học theo em là quá trình tác động của cơ thể lên thuốc, cụ thể là tác động lên tốc độ và mức độ hấp thu, phân phối và đào thải thuốc khỏi cơ thể. Còn định nghĩa của có đọc cái thứ hai không cô? Dược động học Dạ. à, tác động của cơ thể lên trên thuốc. Rồi, cảm ơn bạn. Dược động học là quá trình tác động của các cơ quan trong cơ thể lên trên thuốc, thì nó sẽ thông qua bốn quá trình. Bốn quá trình đó là gì? Hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ. Rồi, hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ. Vậy giờ đặt thêm một câu hỏi nữa là đối với bốn quá trình này nó có diễn ra theo thứ tự như vậy hay không? Ý là xong hấp thu thì mới đến phân bố, xong phân bố thì mới chuyển hóa, rồi sau đó mới đến thải Dạ thưa cô, đó là diễn theo quá trình. là theo thứ tự như vậy là biết rồi, nhưng mà có phải là xong hấp thu thì mới chuyển qua đến phân bố hay không? Nó có đang xen cái giai đoạn với nhau hay không á bạn? Dạ cô là không. Rồi, cảm ơn bạn. Đối với bốn quá trình này thì sẽ có sự đan xen lẫn nhau, hiểu không? Ví dụ như là khi chúng ta sử dụng thuốc bằng đường uống, thì khi uống vào thuốc được hấp thu vào trong máu thì cái lượng hấp thu đó nó sẽ vào giai đoạn phân bố liền, chứ nó không đợi là hấp thu hết rồi mới phân bố. Nên các giai đoạn này nó sẽ đan xen với nhau. Nhưng đối với một phân tử thuốc thì nó sẽ đi theo bốn quá trình như thế này. Nó sẽ được hấp thu, sau đó mới phân bố, sau đó mới chuyển hóa và sau đó mới đào thải. Thứ tự thì như vậy, nhưng các quá trình này nó đang xen với nhau, chứ không phải là xong quá trình này mới đến quá trình khác. Cảm ơn bạn. Bạn nào trả lời xong mình hạ tay xuống nha. Định nghĩa dược lực học. Dạ thưa cô, theo em là dược lực học là quá trình tác động của thuốc lên cơ thể, mô tả hiệu quả tác dụng của thuốc cũng như là tác dụng phụ và cách tác động của thuốc. Cảm ơn bạn. Dược lực học là tác động của thuốc lên trên cơ thể. Thì khi mà thuốc tác động lên trên cơ thể thì nó sẽ có là tác động gây những cái tác động sinh lý, ví dụ như là gây hiệu quả hoặc là gây những cái tác dụng không mong muốn. Và đối với dược lực học thì muốn tác động dược lực học thì nó sẽ thông qua, một là tác động trực tiếp luôn, nghĩa là không thông qua receptor, hai là sẽ thông qua receptor, ba là thông qua các hệ thống sinh lý khác. Và phần này các bạn sẽ được học kỹ hơn ở bài đại cương. Chúng ta qua câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư, liệt kê các đường đưa thuốc vào cơ thể người. Mỗi bạn sẽ liệt kê ba con đường đưa thuốc. Ba con đường đưa thuốc vào cơ thể. Hấp thụ qua da là con đường mình dùng thuốc như thế nào bạn? À, thuốc bôi liệt qua niêm mạc lưỡi là thuốc gì? Rồi đường tiêm chính mạch. Cảm ơn bạn. Ba đường đưa thuốc vào cơ thể khác ba đường mà bạn vừa trình bày, mà bạn Kim Thu vừa trả lời. Dạ, thưa cô là thứ nhất là đường tiêu hóa thì có đường niêm mạc như là đường nước nuốt vào niêm mạc miệng hoặc là đặt trực tràng, đường Khoan, tiêm, nuốt vào niêm mạc miệng là người ta gọi là đường gì? đường uống á cô. Nói ngắn gọn là đường uống, mình nói qua niêm mạc miệng không biết là đang nói đường nào. Rồi đường uống là một. Dạ, thưa cô là đường tiêm, Đường tiêm gì bạn? tiêm tĩnh mạch. Tiêm tĩnh mạch trả lời rồi. À, tim bắp hoặc là tim dưới da Rồi, cảm ơn bạn. là đường đường mắt, là thuốc nhỏ mắt đó không? Rồi đường hít là ở mấy thuốc xoẻn. Rồi đường đường tiêu hóa là hấp thu thuốc ở một số thuốc ở ruột non. Mình nói là dạng thuốc mình sử dụng chứ không phải là nó hấp thu qua đâu. Dạng thuốc là
đường thuốc nhỏ rồi nhận nhận thuốc hết. Thuốc nhỏ là thuốc gì? Nhỏ thì mắt cái gì cũng được chứ. Nhỏ gì? Nhỏ mắt. Nhỏ mắt rồi nhỏ gì nữa? Rồi nhỏ lên giúp mấy vết thương hở nữa. Thật như vậy nha, mình trả lời hết luôn. Rồi, bôi lên vết thương hở chứ không có. Rồi đường hít. Rồi, đường hít. À, gọi là đường khí dung. Nè, à, nói đường khí dung là khác. Đường hít là kê vào để hít, còn khí dung là sẽ bịch vào trong họng. Cô là thuốc nhỏ mũi, thuốc phun xương điều trị tại chỗ và thuốc tiêm thuốc truyền tĩnh mạch. Tiêm truyền tĩnh mạch. Thôi nhờ bạn nói lại là thuốc tiêm truyền tĩnh mạch với lại là loại thuốc tiêm tĩnh mạch nó có gì khác nhau vậy bạn? Nó có là thuốc tiêm tĩnh mạch thì lượng bơm sẽ ít và bơm nhanh, còn thuốc truyền tĩnh mạch thì thuốc tiêm truyền qua tĩnh mạch thì nó sẽ có lượng nhiều hơn và thời gian đưa thuốc vào có thể chậm hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Thời gian đưa thuốc chậm hơn. Và đối với là tiêm tĩnh mạch thì có tiêm tĩnh mạch nhanh và tiêm tĩnh mạch chậm. Tiêm tĩnh mạch nhanh là sẽ đưa thuốc nhanh vào trong tĩnh mạch. Tiêm tĩnh mạch chậm là sẽ cũng tiêm vào trong tĩnh mạch luôn nhưng mà đưa thuốc chậm hơn. Rồi tiêm truyền là mình đưa một cái lượng dịch lớn vào qua đường tĩnh mạch và có một cái khoảng thời gian tiêm truyền nó dài hơn, lâu hơn rất là nhiều so với là tiêm tĩnh mạch. Rồi, câu 5, mô tả sự hấp thu thuốc qua đường uống. Thì trước khi chúng ta mô tả sự hấp thu thuốc qua đường uống thì các bạn sẽ nói về thức ăn. Khi mà các bạn học về sinh lý tiêu hóa thì thức ăn khi vào khoang miệng nhai xong thì nó sẽ đi đến đâu? Mời các bạn Xuân Phong. Thưa cô, là thức ăn khi mà đưa vào cơ thể sẽ đi từ thực quản đi xuống dạ dày, sau đó là được hấp thu tại ruột non. Ruột non sẽ đưa vào máu đi đến gan và sau đó là vận chuyển đi đến các mô trong cơ thể. Đi đến gan và đến đâu nữa bạn? Đưa đến gan, sau đó là đưa đến đưa quay trở vào máu để đưa đến các mô mô. Dạ thưa cô, là em bổ sung cái phần mà đi vào máu rồi xong rồi đến gan rồi vào tim. Sau đó lên phổi để trao đổi khí, xong rồi trở về tim và sau đó tim sẽ bơm máu để tống vào vùng tuần hoàn chung để đi đến các mô, các cơ quan trong cơ thể. Đối với thuốc cũng vậy, là thuốc khi uống vào sẽ xuống thực quản xong sẽ đến dạ dày, đến ruột non, được hấp thu ở lớp niêm mạc ruột non, đi vào trong máu và dẫn đến gan, cũng theo đường máu từ gan về tim, rồi lên phổi để trao đổi khí, sau đó về tim và được tim đưa vào vòng tuần hoàn chung, bơm máu đến các cơ quan trong cơ thể. Còn các chất mà không được hấp thu á, nghĩa là thuốc thì cũng sẽ có là cái lượng thuốc được hấp thu, còn cái lượng không được hấp thu thì ở ruột non nếu nó không được hấp thu vào trong máu thì nó sẽ đi thẳng xuống theo cái ống tiêu hóa và được đào thải ra ngoài theo đường là trực tràng qua hậu môn. Rồi các bạn nhìn vào đây, trong từ thuốc đi uống vào đi vào thực quản cho đến khi là đưa thuốc đến các cơ quan trong cơ thể thì sử dụng thuốc đường này có thể bị hao hụt thuốc ở những vị trí nào? Dạ cô, là qua đường uống là có thể bị hao hụt qua dạ dày, ruột và qua gan. Qua dạ dày. Tại sao qua dạ dày lại bị hao hụt vậy bạn? Dạ cô, tại vì ở dạ dày là nó có axit cho cô nên có thể ảnh hưởng đến thuốc. Rồi, cảm ơn bạn. Khi mà thuốc đi qua dạ dày thì thứ nhất là sẽ có axit dịch vị,
có thể là nó sẽ phân hủy thuốc. Hai nữa là sự nhào trộn có thể sẽ bẻ gãy các liên kết, dẫn đến việc là hao hụt thuốc ở dạ dày. Dạ cô, là ở ruột non thì cũng có thể hao hụt với một số thuốc ít tan trong lipid là không thể hấp thu qua ruột. Nãy chúng ta nói ở phần dạ dày xong rồi qua đến phần ruột non. Có gọi cô là ở ruột non thì thuốc cũng có thể bị ảnh hưởng. Thứ nhất là những thuốc mà ít tan trong lipid thì cũng kém hấp thu qua ruột. Rồi cái hại men và vi sinh vật ở ruột cũng ảnh hưởng tới sự hấp thu của thuốc. Vậy là sự hấp thu của thuốc ở ruột non là hoàn toàn hay là không hoàn toàn? Thì là hấp thu hết hay là chỉ hấp thu một phần? Dạ cô, là hấp thu hết. Hấp thu hết. Mới trả lời hấp thu một phần xong rồi hỏi lại là hấp thu hết. Hỏi hấp thu một phần nha. Còn cái phần đó là ít hay là nhiều thì phụ thuộc theo là thứ nhất là thuốc đó là thuốc gì, tính chất nó như thế nào, nó là dễ tan trong lipid hay là dễ tan trong nước, nó là có pKa nó là bằng bao nhiêu, thì nó sẽ có là ví dụ như là nó dễ tan trong axit hay là dễ tan trong bazơ, thì nó sẽ có khả năng là hấp thu ở dạ dày nhiều hơn hay là ở ruột non nhiều hơn. Và ở ruột non cũng bị ảnh hưởng bởi là hệ vi khuẩn đường ruột. Rồi đối với thuốc hấp thu ở ruột non thì nếu được hấp thu thì nó sẽ vào trong máu, còn nếu không được hấp thu thì nó sẽ đi thẳng theo cái đường tiêu hóa để đào thải ra bên ngoài. Rồi vậy là ở ruột non có bị ảnh hưởng, có bị hao hụt. Tiếp tục là khi mà được hấp thu ở lớp niêm mạc ruột non đi vào máu và đến gan, thì ở gan này có bị ảnh hưởng hay không, có bị hao hụt hay không? Rồi bạn Vũ Thị Diệu Thanh đó bạn. Dạ. Cô là khi thuốc ở đến gan thì có bị hao hụt một phần do chuyển hóa. Hao hụt một phần do chuyển hóa. Rồi cảm ơn bạn. Ở đây á, thì lần khi mà sử dụng thuốc bằng đường uống thì khi mà được hấp thu vào trong máu để đến gan thì đây là lần đầu tiên gặp gan. Trước khi vào vòng tuần hoàn chung thì chúng ta gọi đây là sự chuyển hóa lần đầu. Thì tại đây gan có hệ thống enzyme dày đặc nên là nó có thể là sẽ chuyển hóa rất là nhiều thuốc. Và khi mà chuyển hóa thì sẽ chuyển hóa thuốc thành chất dễ đào thải và đào thải ra bên ngoài, hoặc là chuyển hóa thuốc thành chất không còn hoạt tính nữa nên sẽ bị hao hụt một phần ở đây. Vậy là khi sử dụng thuốc bằng đường uống, chúng ta thấy là sẽ bị hao hụt thuốc ở dạ dày, ở ruột non và ở gan. Thì ba vị trí này, chỉ có ba vị trí thôi, nhưng mà cái sự hao hụt thuốc là cực kỳ lớn. Ví dụ như chúng ta sử dụng là 100mg thuốc bằng đường uống thì có khoảng là 30-40% thì sẽ bị hao hụt ở dạ dày, ở ruột non và ở gan. Rồi cũng tiếp tục theo cái con đường như thế này. Đây, cái con đường mà chúng ta đã mô tả qua đường uống nè. Thì các bạn xem thử xem là khi sử dụng thuốc bằng đường tim tĩnh mạch, bằng đường tim tĩnh mạch thì nó sẽ đi tắt vào đến đâu, còn đường tim bắp thì đi tắt vào đến đâu. Đầu tiên là đường tim tĩnh mạch. Thưa cô, là đường tĩnh mạch thì nó sẽ đi vào huyết tương, vào máu, rồi vào tuần hoàn. Đi vào tĩnh mạch, đi vào máu và đi vào, rồi sau đó đi vào máu là đi vào vòng tuần hoàn rồi. Thì đi vào máu rồi xong rồi nó đến đâu bạn? Có thể là sẽ đi đến gan. Có đến gan không? Nè, đi qua tĩnh mạch cửa cô. Có đi đến gan không? Đi vào máu rồi đi vào tim. Đi vào máu thì về tim nha, về tim, lên phổi, về tim và vào vòng tuần hoàn chung. Không, khi tim tĩnh mạch thì không có qua gan nha bạn. Vậy thì bạn trả lời tiếp luôn là nếu tiêm bằng con đường đó thì tiêm bằng đường tiêm tĩnh mạch thì sẽ hạn chế được những cái hao hụt ở những vị trí nào? Cô là hạn chế chuyển hóa ở gan và hạn chế không có bị phân hủy ở giống như ở dạ dày.
Dạ dày và sự hấp thu ở ruột non nữa, vậy là ở dạ dày, ruột non và ở gan đều không có bị hao hụt. Vậy nếu sử dụng thuốc bằng đường tim tĩnh mạch thì có hao hụt thuốc ở vị trí nào hay không? Dạ không. Vậy không, cảm ơn bạn. Thông thường thì không có bị hao hụt, nhưng các bạn thật ra là ở phổi và tim vẫn có thể là chuyển hóa, nhưng mà tỷ lệ đó không đáng kể. Nên hầu như là tim tĩnh mạch thì người ta nói là không có hao hụt. Nếu có hao hụt thì sẽ cho thông tin thêm, còn nếu bình thường không nói gì hết thì mình mặc định đó là không có hao hụt. Cảm ơn bạn. Mời bạn tiếp theo về tim bắp. Lời cô, tim bắp thì là hút sẽ vào bắp cơ, xong rồi sẽ phân tán ra các mô cơ, vào các mao mạch, đến tĩnh mạch, đến tim, rồi lên phổi, sau đó trở về tim và vào vòng tuần hoàn chung. Vậy thì khi sử dụng bằng đường tim bắp thì sẽ bị hao hụt ở đâu? Dạ thưa cô, là theo em là mô cơ tim phổi. Tim phổi hầu như là không có hao hụt nha. Mình trường hợp đặc biệt thì sẽ cho thông tin thêm, còn thông thường thì không có hao hụt. Vậy thì hao hụt ở đâu? Dạ các mô cơ. Các mô cơ. Cảm ơn bạn. Đối với đường tim bắp thì có hao hụt ở các mô cơ. Lý do là khi tim bắp thì tim vào trong cơ, và khi tim vào trong cơ nó sẽ phân tán vào trong cơ và nó tìm cái mao mạch để nó hấp thu vào. Nhưng mà có khi là không tìm được cái mao mạch, không hấp thu vào mao mạch, nên khi đó thì nó sẽ bị hao hụt. Rồi chúng ta qua tiếp. Ưu nhược điểm của đường tim. Ưu điểm của đường tim là hấp thu trực tiếp nên nhanh, dùng khi khẩn cấp, liều dùng nhỏ hơn liều cho uống. Dùng đường này đối với thuốc có mùi khó chịu không tan trong lipid, dễ bị hủy hoại khi uống, và dùng được cho bệnh nhân bị nôn mửa hoặc hôn mê. Rồi, cảm ơn bạn. Còn nhược điểm thì sao? Dạ, nhược điểm là bất tiện, đòi hỏi điều kiện vô trùng cao, người có chuyên môn, kém an toàn, đắt tiền, gây đau, có thể gây tổn thương dây thần kinh. Ngoài ra thì còn có thể là gây sốc và hoại tử nơi tim. Rồi, cảm ơn bạn. Mời bạn tiếp theo. Ưu nhược điểm của đường uống. Rồi, câu 8 là ưu nhược điểm của đường uống. Là ưu điểm là tiện lợi, kinh tế, an toàn nhất. Còn nhược điểm là sự hấp thu gián tiếp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cho nên là tốc độ hấp thu của đường uống chậm, không dùng được trong trường hợp khẩn cấp, và thuốc sẽ có thể bị hoại tử bởi pH của dịch vị. Nói lại về ưu điểm của đường uống thì trong các đường đưa thuốc thì đường uống là cũng khá là an toàn. Đường uống là an toàn, rẻ tiền là so với cùng một hoạt chất mà so với các đường dùng khác thì sử dụng bằng đường uống sẽ rẻ hơn so với là các đường dùng khác. Rồi bảo quản cũng dễ dàng hơn, mua thuốc cũng thuận tiện và sử dụng dễ dàng, không cần có sự can thiệp của nhân viên y tế. Còn đối với nhược điểm thì đầu tiên là sẽ có mùi vị khó chịu của hoạt chất, và những người như là trẻ nhỏ hoặc là người cao tuổi mà khó cái phản xạ nuốt đó, hoặc là những người hôn mê, nôn ói thì không sử dụng thuốc được bằng đường uống. Và khi sử dụng thuốc bằng đường uống thì tác dụng của nó chậm và cái lượng thuốc mà đưa được vào vòng tuần hoàn chung nó cũng thấp. Và tiếp nữa là khi sử dụng thuốc bằng đường uống thì các bạn nhìn thấy ở đây nè, đây mô tả theo đường uống, thì nếu các bạn muốn vào vòng tuần hoàn chung là 10mg thì bạn phải ước lượng xem là ở gan này hao hụt bao nhiêu, ở ruột non hao hụt bao nhiêu, ở dạ dày hao hụt bao nhiêu. Nên là cái liều dùng của nó không chính xác như là đường tiêm. Ví dụ như bạn muốn đưa vào trong máu là 10mg thì bạn chỉ cần tiêm vào trong máu 10mg là được 10mg. Nhưng mà muốn vào vòng tuần hoàn chung bằng đường uống thì bạn phải ước lượng, và cái con số ước lượng nó có thể là nó sẽ bị sai. Rồi tiếp, phân bố thuốc. Rồi trước khi chúng ta vào cái phần phân bố thuốc á, thì sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn, nhắc sơ qua một lần, rồi sau đó mới cho các bạn trình bày. Đây chúng ta có là đây, thuốc
Dược động là cơ quan trong cơ thể tác động lên trên thuốc, còn dược lực là thuốc tác động lên trên cơ thể. À, khi các bạn nhìn vào đây, giới thiệu các bạn luôn nha. Các bạn nhìn vào đây thì khi một cái nhãn thuốc như thế này, các bạn nhìn thấy cái chữ nào nó to nhất, nó đặc biệt nhất thì đó là tên biệt dược, hay còn gọi là tên thuốc. Tên thuốc, tên biệt dược đó là tên do nhà sản xuất đặt ra. Ví dụ như họ lấy là paracetamol để điều chế thành thuốc, thì cái thuốc này họ có quyền đặt cái tên, mà tên này không trùng với những cái tên khác đã có ở trên thị trường. Và tên này sẽ là tên đặc trưng của nhà sản xuất. Rồi, nhìn phía dưới của cái tên thì sẽ có là tên hoạt chất. Hoặc là ở đây nếu không có thì các bạn qua cái phần mà thành phần á, sẽ có là tên của hoạt chất. Vậy là nhìn vào trong cái hộp thuốc thì cái nổi bật nhất đó là tên biệt dược. Có khi thì tên biệt dược nó sẽ trùng với là tên thuốc luôn. Rồi chúng ta qua phần phân bố. Rồi phân bố thì chúng ta có hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là sau khi được hấp thu thì thuốc sẽ được phân bố ở trong máu, trong mô kẽ, trong dịch nội bào. Và cái sự phân bố này nó diễn ra qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn phân bố ban đầu, giai đoạn thứ hai là phân bố lại. Phân bố ban đầu thì nó như là thuốc nó sẽ được máu dẫn đến các cơ quan trong cơ thể. Thì khi mà đi theo đường máu như vậy, đi theo đường máu để đến các cơ quan trong cơ thể như vậy á, thì máu đi đến đâu thì thuốc sẽ đi đến đó. Và máu đi đến đâu nó sẽ phụ thuộc vào cung lượng tim và lưu lượng máu. Khi mà cung lượng tim lớn thì sẽ bơm máu đi đến các cơ quan nó sẽ nhanh hơn, và nó sẽ đi đến tận cùng của các mạch máu tận cùng luôn. Rồi tiếp nữa về lưu lượng máu thì ở nơi nào có lưu lượng máu nhiều thì sẽ có thuốc nhiều, lưu lượng máu ít thì sẽ có thuốc ít. Chúng ta không bao gồm trên não, tại vì muốn lên trên não thì sẽ ra qua cái hàng rào máu não. Thì phân bố ban đầu là như vậy, nhưng sau một khoảng thời gian phân bố ban đầu thì thuốc này nó không còn thụ động đi theo dòng máu nữa, mà nó sẽ chủ động đi đến nơi có ái lực cao. Thì những nơi có ái lực cao là tại sao? Ví dụ như là thuốc kháng viêm bằng đường uống. Thì khi sử dụng thuốc kháng viêm bằng đường uống thì sau khi được phân bố ban đầu rồi thì thuốc này có xu hướng đi đến những cái mô bị viêm. Lý do là những cái mô bị viêm thì sẽ có tính hirat hóa, và những người điều chế ra thuốc thì người ta sẽ dựa vào cái tính chất này để người ta điều chế thuốc. Những cái loại thuốc mà người ta điều chế ra để điều trị viêm thì nó sẽ có xu hướng là thích những cái mô có tính hirat hóa. Khi đó đi vào trong máu, sau một khoảng thời gian thụ động đi theo dòng máu theo cái phân bố ban đầu thì nó sẽ chủ động đi đến những nơi có ái lực mô cao. Rồi đó là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai là khi thuốc đi vào trong cơ thể, nó sẽ được gắn kết lên protein huyết tương để tạo thành phức hợp thuốc protein huyết tương. Và phức hợp này nó sẽ không bền, nó có thể phân giải thành thuốc và protein, cũng có thể là kết hợp lại để tạo thành thuốc và protein huyết tương. Và một đặc điểm các bạn cần phải lưu ý là thuốc muốn gây tác động được thì nó phải ở dạng tự do. Nó ở dạng tự do, đây, nó mới tác động đối với cơ thể được, còn ở dạng phức hợp thì không tác động được. Rồi phần đặc điểm phân bố là như vậy. Mời một... Dạ, cô là phân bố thuốc là gồm có hai giai đoạn là sau khi được hấp thụ, thuốc được phân bố ở máu, mô dịch và dịch nội bào. Rồi sau khi là phân bố vào, ban đầu là phân bố vào máu nhờ cung lượng tim và lưu lượng máu. Phân bố lại là sẽ đến phân bố các mô trong cơ thể. Nhưng nó sẽ xu hướng đến các mô mà cần phân bố nhất nhờ ái lực của mô, ví dụ như là các triệu chứng viêm thì sẽ phân bố lại các mô viêm nhiều hơn do ái lực của mô.
Dạ, còn phân bố thuốc protein là thuốc protein huyết tương sẽ liên kết thành thuốc và protein huyết tương, mà muốn tác dụng có tác dụng được thì phải ở dạng tự do. Thưa cô, là đặc điểm của phân bố thuốc là sau khi được hấp thu thì thuốc sẽ được phân bố vào máu, mô kẽ và dịch nội bào. Sự phân bố ban đầu của thuốc thì sẽ phụ thuộc vào cung lượng tim, lưu lượng tim, còn sự phân bố lại thì sẽ phụ thuộc vào áp lực của mô. Em xin hết. Rồi, cảm ơn bạn. Giờ hỏi, đối với những người bị tổn thương gan, bị suy giảm chức năng gan, thì cái lượng việc tổng hợp protein huyết tương nó sẽ suy giảm. Vậy hỏi thuốc khi mà tác động lên trên những cá thể này thì tác động của nó mạnh hơn hay là yếu hơn? Giải thích lý do. Giải thích đi bạn. Dạ thưa cô, là người mà đang bị bệnh gan á, là giảm khả năng tạo protein huyết tương thì thuốc khi đưa vào cơ thể thì sẽ tác dụng mạnh hơn, nên là mình phải chia nhỏ liều và giảm liều. Rồi, cảm ơn bạn. Giữa ba nhóm đối tượng trẻ em, người trưởng thành với lại là người cao tuổi thì những nhóm tuổi nào thuốc gây tác động, những nhóm tuổi nào thì nhìn vào cái quá trình phân bố này á, nhìn vào đặc điểm này mà chúng ta kết luận là người đó có thuốc tác động lên trên cơ thể đó là mạnh hơn. Thưa cô, theo em là người già và trẻ em thì chịu tác động của thuốc nhiều hơn. Giải thích luôn bạn. Dạ, ở người già thì cái chức năng gan của họ bị suy giảm cô, cho nên là cái khả năng mà tổng hợp protein huyết tương nó sẽ giảm xuống, cho nên là cái khả năng thải độc nó cũng giảm đi. Còn ở trẻ em á, thì là do cơ thể của trẻ em phát triển chưa hoàn chỉnh, cho nên là sẽ có một số quá trình nó bị rối loạn, chẳng hạn như là quá trình gắn protein vào thuốc, cho nên là thuốc lúc này sẽ ở dạng tự do nhiều hơn, cho nên là em nghĩ là nó sẽ tác động mạnh hơn. Cảm ơn bạn, đúng rồi nha. Vậy bây giờ chúng ta cũng nhìn vào đặc điểm này của quá trình phân bố, thì hỏi giữa người cao tuổi với trẻ em thì đối tượng nào thuốc sẽ gây tác động mạnh hơn? Dạ thưa cô, theo em là trẻ em. Tại sao? Dạ tại vì trẻ em thì dùng thuốc ít hơn người già, là người già đã qua sử dụng rất là nhiều loại thuốc rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Do người già và trẻ em thì đều suy giảm về cái lượng protein huyết tương, và đối với trẻ em thì nó hình thành chưa hoàn chỉnh, còn đối với người già thì sự tổng hợp nó bị suy giảm. Và tiếp nữa là đối với người già thì họ đã sử dụng nhiều loại thuốc rồi, nên cái khả năng mà bị thuốc tác động lên trên cơ thể nó kém hơn, nó sẽ nhiều. Còn đối với trẻ em thì do lần đầu tiên nó tiếp xúc với thuốc nên tác động cũng khá là mạnh.